Lần đầu tiên, nghệ sĩ bổ gõ Trần Xuân Hòa từ Hà Nội đã mang show diễn tâm huyết của mình đến với khán giả Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp cuối tuần này. Xin được nói thêm là Trần Xuân Hòa là bè trưởng bộ gõ của dàn nhạc ASEAN, đã từng đi lưu diễn 10 nước trong khối hội nghị cấp cao Đông Á của chỉ huy người Nhật nổi tiếng Yoshi Fukumura. Anh còn là người sáng lập nhóm bộ gõ Go Group, nhóm nhạc bộ gõ độc lập đầu tiên tại Việt Nam. Được Trần Xuân Hòa thể hiện sống động chỉ với những nhạc cụ gõ đơn giản bằng gỗ. Tôi muốn nâng cao cái vai trò âm nhạc của bộ gõ. Đại đa số thì là các khán giả, kể cả khán giả trong nước rủ nhau, hôm nay mình đi xem ca nhạc, chưa ai định hình là tối nay đi xem một đêm nhạc bộ gõ đi. Như thế thì tôi cũng hy vọng và mong muốn là cái loại hình nghệ thuật này nó sẽ đi vào cái đời sống tinh thần, cái món ăn tinh thần của khán giả. Chơi bộ gõ đến nay, nghệ sĩ Trần Xuân Hòa cũng là người duy nhất có khả năng sáng tác nhạc dành riêng cho bộ gõ, khẳng định loại nhạc cụ này có thể biểu diễn độc lập chứ không chỉ làm bè giữ nhịp trong dàn nhạc. Ta vẫn nói Trần Xuân Hòa là người nói ít làm nhiều. Bên ngoài thì nhìn rất giống một nghệ sĩ rock chị Linh ạ. Nhưng mà khi mà nói chuyện thì anh ấy rất là ít nói mà rất là hiền lành. Nhưng mà trên sân khấu mới là anh ấy đích thực, một người biểu diễn đầy ma mị và nhiệt huyết. Tôi tin là chỗ đứng của bộ gõ truyền thống sẽ có được một cái vị trí xứng đáng hơn nhờ chính những người tâm huyết như anh Hòa chị Linh ạ. Dạ vâng. Năm 2010 thì anh Hòa cùng với ba người bạn thành lập một nhóm Go Group, là nhóm nhạc bộ gõ độc lập đầu tiên ở Việt Nam. Và những người am hiểu về âm nhạc đều biết trong một dàn nhạc bộ gõ hầu như chỉ đóng vai trò tạo nhịp mà thôi. Đến nay thì bộ gõ gần như đã thành thương hiệu cá nhân của Trần Xuân Hòa và rất là nhiều dự án âm nhạc dân gian cũng như là đương đại đã mời anh cộng tác.